Trong bối cảnh ngày càng phải chịu nhiều áp lực trừng phạt từ phương Tây, Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác trong hoạt động kinh tế thương mại. Các số liệu thống kê cho thấy là trong năm 2022, khối lượng thương mại song phương của Nga và Trung Quốc đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục gần 190 tỷ đô la Mỹ. Vâng, trong khi năng lượng thì vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch thương mại song phương, các doanh nghiệp của cả hai nước thì cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa ngành hàng để tận dụng được tiềm năng to lớn của hai thị trường. Mỗi năm, công ty thực phẩm Chakizovo của Nga xuất khẩu khoảng 40.000 tấn thịt gà sang Trung Quốc. Một nửa trong số các hợp đồng này được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Công ty cho biết đã lên kế hoạch tăng nguồn cung thịt thêm 10% trong năm nay, đồng thời chú trọng vào thói quen ăn uống của người tiêu dùng Trung Quốc. Chân, cánh và đầu gà là những sản phẩm rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc, khác với thói quen ăn thịt trắng và ức gà tại các thị trường châu Âu. Năng lượng hiện vẫn chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga cũng đang tích cực xây dựng quan hệ thương mại với các đối tác Trung Quốc. Ở Trung Quốc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra khoảng 60% GDP nền kinh tế và cung cấp 80% việc làm. Trong tháng 4 năm nay, chúng tôi sẽ dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp lớn tới Trung Quốc. Người tiêu dùng của cả hai nước đều muốn mua sản phẩm của nhau. Ở chiều ngược lại, các địa phương tại Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh hoạt động thương mại với thị trường giàu tiềm năng của Nga. Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều chương trình thúc đẩy hợp tác giữa giới doanh nhân hai nước đã được tiến hành. Nhiều phái đoàn của chúng tôi có kế hoạch đến thăm Nga trong năm nay và nhiều phái đoàn Nga cũng muốn đến thăm Trung Quốc. Chúng tôi dự định xây dựng một trung tâm giới thiệu hàng hóa của Nga ở Quảng Đông và đã đạt được thỏa thuận về việc này với phía Nga. Sau khi đạt kết quả ấn tượng trong năm ngoái, triển vọng thương mại trong năm nay vẫn là rất hứa hẹn với tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số trong hai tháng đầu năm. Tôi nghĩ trong tương lai chúng ta có thể kỳ vọng vào kim ngạch thương mại 500 tỷ đô la. Thương mại của Nga cần được phát triển đa dạng hơn, không chỉ dựa vào năng lượng mà còn nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, hóa chất, du lịch. Chúng tôi cũng rất trông đợi vào các loại hàng hóa từ Trung Quốc, đặc biệt là sản phẩm công nghệ cao, để thay thế các mặt hàng của phương Tây và hàng tiêu dùng. Trước mắt, chính phủ Nga kỳ vọng trong năm nay, quy mô thương mại song phương có thể đạt mức 200 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng khẳng định Moscow sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc thâm nhập và kinh doanh tại thị trường Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì hai bên đã ký kết được 14 thỏa thuận tuyên bố chung. Trong đó thì có rất nhiều nội dung liên quan đến việc tăng quy mô thương mại, phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng hậu cần, xuyên biên giới, mở rộng hợp tác nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực cho cả hai nước, cũng như là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo.